cái mà ngọt. Nghe cái mà ngọt. Giờ này giờ ngọt. Ma hiện về, ma trâu của cái miếu này. Đúng rồi, ma trâu rồi. Ma trâu rồi. Ma trâu rồi. Ma trâu rồi. Nghe cái mà ngọt. Hả? Ma trâu mà nghe cái mà ngọt. Ủa sao ma trâu cà lâm ta? Hả? Hả? Nghe cái mà ngọt. Biết rồi. Biết ma trâu này rồi. Mày làm cái gì vậy Úc? Hả? Thì làm ma trâu. Chú thấy ghê không? Ghê gì ghê. Mà mày làm ma trâu chi hả? Làm ma trâu để nhát cái con nhỏ bán ra nhúc đó. Chú làm ma này nè. Chú đội cái đầu trâu lên. Nó núp sau miếu. Chờ con nhỏ bán rau nhúc đi qua. Chú nhát nó. Để tôi chạy tới tôi cứu rồi tôi là làm quen. Còn nếu như nó không có sợ ma, nó không có xỉu cái mày làm sao? Thì tôi như vô tình đi tới. Nhào vô đá vô mặt nè. Đá vô bụng ma trâu vài chục cái rồi giác ma trâu liền vô miếu luôn. Ma trâu ai hả? Chú đó. Rồi chiều về gặp lại uống rượu sao? Thôi, mày đánh cái kiểu đó là chết mẹ tao rồi còn uống rượu gì nữa. Mày đá kiểu đó trâu thiệt còn chết đừng nói tới tao. Thôi đi ông nội ơi, thôi. Sao? Đâu phải đánh thiệt mà sao sợ? Đánh giả bộ mà. Bây giờ tôi giả con nhỏ ba bán rau nhúc ngang. Ai mua rau nhúc không? Nghe. Ma trâu hãy coi ta đây. Ai mua rau nhúc không? Sáu ơi, tới rồi kìa. Sáu ơi, vô miếu, mau lên. Chưa tập mày. Tập đâu có kịp nữa. Vô miếu mau lên.